Vòng nguyệt quế chung kết nam đường lên đỉnh Olympia sẽ được trao cho Nguyễn Thị Thu Hằng. 9 năm mới có một nhà vô địch nữ của chương trình chung kết đường lên đỉnh Olympia. Xin mời Thu Hằng hãy tiến lên cùng nhận giải. Vâng, bây giờ thì Thu Hằng đã rất cao rồi. Tôi là Nguyễn Thị Thu Hằng, thí sinh nữ duy nhất của trận chung kết năm ngày hôm nay. Và ở trường trung học phổ thông Kim Sơn A, các bạn gọi tôi với biệt danh là... Đứng ngồi cạnh tôi lúc này đây là Nguyễn Thị Thu Hằng, người giành vòng nguyệt quế của đỉnh lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Xin được chúc mừng cô gái, em có thể cho mọi người thấy cái hình ảnh mà em cầm cúp vô địch, cầm vòng nguyệt quế, đội vòng nguyệt quế và cầm cái cúp vô địch trên tay như nào? Dạ. Và... cái cúp thì khá là nặng. Nặng không? Dạ. Bây giờ cảm giác cầm trên tay thấy thế nào? Ngoài nặng ra, em có cảm xúc như thế nào khi là nhà vô địch đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20? Thật sự là rất là sung sướng. Bây giờ em vẫn còn đang cái tinh thần rất là kiểu không biết, không thể diễn tả được thêm nữa. Bây giờ Thu Hằng, đội vòng nguyệt quế có thấy hơi nặng không? Có muốn bỏ ra cho nó thoải mái không? Cứ để đây, anh Đức Bảo cầm hộ. Chưa bao giờ tôi được cầm vào cái vòng nguyệt quế mà nghe như là biên tập viên Ngọc Huy với cả Diệp Chi nói là mạ vàng. Vâng, rất là quý giá, để đây nhá. Dạ. Rồi, có thể thấy rằng là Thu Hằng đã có được sự tự tin rất là lớn ở đoạn về đích đúng không? Dạ. Trước đó thì sao? Nó có những dấu mốc nào khiến cho Thu Hằng có được cái cảm giác tự tin như vậy? Và khi mà em trả lời chướng ngại vật thì đây là cái phần mà 3 vòng thi trước của em gây cho em rất nhiều áp lực. Bởi vì em chưa giải được chướng ngại vật lần nào cả. Thì lần này khi mà nói là chướng ngại vật có 3 ký tự thì thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu em là từ y tế. Tại vì năm nay là dịch bệnh các thứ. Chính xác. Và em ghi sẵn ra tờ giấy rồi và khi cái hàng ngang khẩu trang đúng đáp án rồi. Và em nhìn thấy cái hình ảnh có màu xanh xanh đấy là em bấm. Em chỉ cúi xuống và cầu nguyện. Câu trả lời của em là y tế. Những dữ kiện chúng ta đang có trong tay là vô cùng ít ỏi. Và quả thực đây là một hành động cực kỳ liều lĩnh của bạn trong một cuộc chơi quan trọng như chương trình hôm nay. Chúng ta đã vất vả biết bao nhiêu, khó khăn biết bao nhiêu mới có thể góp mặt ở đây cùng với 3 chàng trai xuất sắc còn lại. Chúng tôi luôn dặn các bạn là hãy thận trọng, hãy bình tĩnh, hãy cẩn thận từng chút một. Và vừa rồi có lẽ là Thu Hằng cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Y tế rõ ràng là có 3 chữ cái. Và Thu Hằng ơi, Ninh Bình tự hào về em! Thu Hằng rất tuyệt vời. Wow, phải nói thật cái này thì không phải là anh thấy người sang bắt quang làm họ đâu nha. Dạ. Chương trình cà phê sáng ngày hôm nay vừa phát sóng ấy thì là anh đã nói là vì cái cô Thu Hằng này, cô ấy là thí sinh nữ đầu tiên trong vòng 9 năm mà xuất hiện trong đường lên đỉnh Olympia, quý lắm. Tôi sẽ đặt cửa và tôi sẽ cổ vũ cho Thu Hằng. Bây giờ Thu Hằng đạt được giải, thực sự là mình đã làm được điều này, mình lại là thí sinh nữ đầu tiên trong vòng 9 năm lại thắng luôn trước vô địch. Thật sự là một chút gì đó là hạnh phúc, sung sướng. Ngoài ra em nghĩ là cái yếu tố giúp em thắng phần lớn là sự chuẩn bị, sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Cái chướng ngại vật y tế là trước đấy, bởi vì đây là phần yếu của em, thì là trước khi đến với trận chung kết năm em đã đưa ra các chướng ngại vật có 1 chữ cái thì là có thể là những chướng ngại vật nào, 2 chữ cái là chướng ngại vật nào, 3 chữ cái thì em đã có từ vải rồi từ y tế. Lúc đấy em chỉ ghi ra và chờ cái hàng ngang nó như thế nào thôi. Và cái thứ hai, một cái điểm giúp em lấy lại tinh thần mà sau khi mà mất tăng tốc 1 ấy, mà mình quốc anh đúng. Các bạn hãy cho biết đây là ai. Thì trước đấy em đã tính hết là những ai tròn năm 100 năm. Thì em nghĩ là năm nay chỉ có thể là Tố Hữu. Và cuối cùng thật sự là Tố Hữu và em trả lời ngay từ giây thứ 5. Khi mà biết được là mình gần như chắc chắn là giành vòng nguyệt quế rồi thì người đầu tiên mà em nghĩ tới là ai? Đó là thầy cô ở trường em. Thật sự các thầy cô đã đồng hành với em rất là nhiều và cùng em nghĩ về cái chướng ngại vật này, ví dụ như y tế chẳng hạn, hoặc là nghĩ về Tố Hữu, những người mà tròn năm. Và sau đó là đến gia đình và đến những người mà đã giúp đỡ em. Anh cũng để ý là khi cứ mỗi sau phòng thi là em rất hay là hướng ánh mắt về phía cổ động viên của mình. Và nói chung là có hành động như thế này với các thầy cô để tăng thêm sức mạnh và sự tự tin. Thực sự là cái khoảng thời gian mà sau trận thi quý của em, mừng thì là có mừng thật, nhưng mà em phải đối mặt với rất là nhiều thứ. Ví dụ là từ phía dư luận, anh cũng biết là trận điểm thi quý của em có lẽ là thấp nhất trong lịch sử. 115 đúng không? Vâng, và lại nhất bằng cái cách chiến thuật. Ok. Dạ. Và cũng nói chung là cũng bị nhận khá nhiều gạch đá, kể cả mà mọi người vào cả trang YouTube cá nhân các thứ. Đối với một người như em đang có một cuộc sống bình thường thì tự nhiên phải đối mặt với những cái mà mình không nghĩ là mình phải đối mặt đấy. Còn áp lực nào nữa không? À,
áp lực, chắc có lẽ là tự do bản thân, bởi vì bản thân em cũng rất muốn chinh phục và cũng đặt ước mơ là trở thành quán quân. Cái chiến thắng ngày hôm nay nó, em cảm thấy nó có ý nghĩa như nào với cá nhân em hay là với những bạn đồng trang lứa, những người trẻ mà còn rất là nhiều những cái chặng đường sắp tới, còn tương lai rất rộng mở? Em nghĩ là niềm vui nhất là đem lại, đã mang lại cái thành quả với những người đã, đang và vẫn sẽ tin và ủng hộ em. Thứ hai là em cũng hy vọng là bản thân mình cũng góp một cái hình ảnh nào đấy giúp cho các bạn khóa sau, hoặc là đặc biệt là các bạn nữ có thể là tự tin, đặt mục tiêu và quyết tâm chinh phục được ước mơ của mình. Và hôm nay em lại là người đã làm điều đó. Nhưng bây giờ mình đặt giả sử một trong một thế giới song song, Thu Hằng không giành chức vô địch. Liệu kịch bản hay là những dự định tương lai của em nó có bị thay đổi theo? Chắc chắn là có rồi, tại vì em cũng đã lên kế hoạch cho cả hai trường hợp xảy ra. Đúng là nhà chiến thuật. Ok, trong trường hợp không tốt bằng hôm nay xảy ra thì sao? Nếu em làm không tốt thì có lẽ là chắc chắn là không thể tránh được cái cảm giác buồn rồi. Và em sẽ phải cố gắng làm sao để nó hạn chế nhất có thể. Hạn chế thôi chứ không thể không có được. Em thì cũng, ý là cũng có tầm, cũng có vạch ra các cái kế hoạch. Nhưng mà nhiều lúc thì nó không phải lúc nào kế hoạch của mình cũng là chuẩn chỉ được 100% mà nhiều những cái sự biến cố xảy ra nữa. Và mình phải linh hoạt. Em nghĩ cái từ linh hoạt rất hay. Kể cả trong cuộc thi của em vậy, em nghĩ là một sự linh hoạt. Ví dụ như trận thi quý, mặc dù là em nhất bằng chiến thuật nhưng mà đấy cũng là một sự linh hoạt, khi mà em chỉ có 15 giây để suy nghĩ là có bấm hay không. Và em buộc phải bấm để tăng cái khả năng chiến thắng của mình. Xác suất chiến thắng đúng không? Ok, xin được chạm tay em như thế này, bởi vì anh tin rằng là cho dù ngày hôm nay vào Nguyệt Quế này có không đội lên đầu em thì em vẫn sẽ là một con người có đường đi cực kỳ rõ ràng, và đấy là cái nền tảng để Thu Hằng có thể tạo ra những sự thay đổi, không chỉ là thành công cho riêng mình còn tạo ra sự thay đổi lớn hơn. Bây giờ thì chắc chắn là em đã trở thành thần tượng của rất là nhiều những bạn mà muốn bước vào con đường chinh phục đỉnh Olympia. Vậy Thu Hằng, nhà đương kim vô địch năm thứ 20 của đường lên đỉnh Olympia, em có lời khuyên gì cho những nhà leo núi tiếp theo? Chắc là một lời khuyên mà cũng là phương pháp mà em hay sử dụng, đó là hãy đặt mục tiêu, dám dũng cảm đặt mục tiêu, sau đó phải có kế hoạch cụ thể, phải có sự kiên trì và dũng cảm. May mắn sẽ giúp đỡ bạn. Dạ. Và hết mình khi thi đấu. Dạ. Một lần nữa xin được chúc mừng Thu Hằng. Chúc em sẽ luôn luôn là kiên định với những mục tiêu và đạt được những gì mà em sẽ đặt ra, nhưng luôn luôn linh hoạt, đúng không nào? Dạ. Xin chào và hẹn gặp lại Thu Hằng nhé. Chào anh.